bữa hổm giác sáu bây giờ đi không có cái đầu đi ngang đây nè. Đó đây nè. Trời ơi, tôi nói thiệt. Đây nè, cái miếu sao hè tôi nè. Xuống này là trực tiếp mà sao cô? Cô. Tao nói chiều tối tôi ngồi tôi giặt đồ mà sao tôi dòm thấy thường thường ngoài miếu người ta đi vô có xe chạy sao cái người này đi sao mà chó không sủa tôi dòm lên tôi thấy cao sườn mi trắng mà cái đầu không có. Ừ. Đi ngang đây nè. Trời ơi, sợ dữ lắm. Nó tắm ngoài kia, nó tắm ngoài mấy cái Hà Lan đó đó. Rồi sao mà kéo ở đây? Ừ. Cái ghe nó dìu vô đây, nó dìu vô đây rồi mới dìu cái ghe nó vô cái mũi đây rồi hai người hai đầu mới là khiêng lên. Làm cũng phải làm cái chính xác nha. Ờ làm chính xác. Trời ơi sao vậy là mừng quá rồi. Nếu mà có vậy là có lần là tìm ra đó. Rồi. Khiêng vô đây rồi để đây. Nè. Để đây nè rồi đem bây giờ còn rớt mấy cái miếng thịt nè. Mấy cái miếng dấu thịt nè, nằm ở đây nè. Nè, con thấy không? Đó, để nằm ở đây, từ đây lên tới trên đó. Rồi miếng đó là miếng gì chú? Thịt á. Đâu thịt còn dư nè, miếng đắng nè, và tao nói nè tìm rõ đàng hoàng với là tôi pháp y mà bị nó khi mà nó thử được ATN hay không thì cũng biết được rồi đàng hoàng là tìm xuống đây dạ. Xuống đây sẽ tìm ra hung thủ để tính nó chứ cái tội mà làm gì làm nhưng mà cái tội giết người là cái tội sai này. Dù là người đó có tội bao nhiêu nhưng mà giết người là sai. Mà cưng không, phải không? Có tội là để luật pháp tường trị, phải không? Nhưng giết người là sai. Là cái kiểu như là người ta đi chiều, người ta đi vô ngoài mới chèo làm sao thanh mới thấy không? Không, vậy kể cho nghe rõ luôn. Ghê không? Cái người với Xà Lan đó là cái người mà phó của cái bà mà chủ Xà Lan này á. Nó đi vô đây, nó kêu, nó nói tôi đi ngang á, tôi thấy nằm cái xác chết nằm trên lục bình đã đâu. Rồi vô đây là nó biết số công an ở trên xã, nó gọi công an xuống. Công an mới xuống, cưng. Công an mới xuống. Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ Thánh Nguyên sẽ dẫn quý vị đi vào cái nghĩa trang để chúng ta sẽ thăm cái ngôi mộ mà nơi cái thi thể được trục vớt lên mà không đầu ha quý vị ha. Sau cái hành trình đó, Thánh Nguyên sẽ dẫn quý vị đi gặp người đàn ông mà đã trực tiếp trục vớt cái thi thể đó, xem có cái tình tiết nào trùng khớp với những gì mà liên quan tới người con của chị Bùi Thị Anh hay không. Rồi bây giờ thì Thánh Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thánh Nguyên chúng ta sẽ đi vào cái nghĩa trang ha quý vị ha. Mời quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại Thánh Nguyên đang có mặt tại nghĩa trang nơi chôn cất kia thi thể mà được tìm thấy mà không có đầu đây nha quý vị nhé. Đó thì hiện tại thì Thánh Nguyên đang đi với chồng của chị Bùi Thị Anh này quý vị. Còn chị Bùi Thị Anh thì đang ở trong kia rồi. Vâng. Bây giờ Thánh Nguyên sẽ dẫn quý vị vào để chúng ta sẽ xem cái ngôi mộ đó ở đâu và như thế nào ha quý vị ha. Ở trên này nè quý vị. Ngôi mộ đây hả chị ha? Tính ra là không có bia mộ, không có hình ảnh gì hết nha quý vị nhé. Cái này là được ủy ban của xã, người ta sẽ xây cất đỡ ở đây. Đây là chị Bùi Thị Anh này quý vị. Chị Bùi Thị Anh mà thời gian vừa qua có lên kênh của Thánh Nguyên để mà đi tìm con trai cũng như là một người em trai của mình đó quý vị. Bên kia cũng có một tờ mộ, nó không có bia nữa kìa. Bên kia hả? Ờ đúng rồi. Trước này cũng không có gì hết quý vị. Quên đi. Rồi cái anh là sáng nói là cái gì sinh số của người mà vớt xác. Bây giờ mình xem xong là nói anh qua đây để dẫn mình qua cái chỗ kia anh mà trực tiếp á. Thôi bây giờ mình điện liền tránh qua. Thì bây giờ chị anh gọi cho anh đó qua ha. Bây giờ hẹn anh tới đây ha. Dạ đúng rồi, hẹn anh tới đây rồi mình đi đến chỗ cái người mà trực tiếp vớt cái thi thể này này chị. Ở đây cần ta làm mộ cao cao. Chạy qua đi. Rồi rồi.
Có hột quẹt không? Không. À, Nam Mô Di Đà Phật. Không biết là em trai đang nằm ở dưới đây là ai. Hôm nay anh là Thành Nguyên. Anh cũng đại diện cho gia đình của chị Bùi Thị Anh, cũng như là đại diện cho các cô chú các anh chị ở trên cộng đồng. Thành Nguyên tới đây thì đứng trước cái mộ của em thì Thành Nguyên cũng kêu tới em. Em mà có linh khôn thắc thiêng thì hãy dẫn đường chỉ lối cho Thành Nguyên, để cho Thành Nguyên tìm được người nhà cho em. Thì thấy em không có người thân, người không có bà con thân thích, cũng đến nay là cũng cả tháng rồi cũng chưa ai tìm được thấy em, thì em có linh khôn thắc thiêng thì em dẫn đường chỉ lối cho anh, để cho anh đưa em về với gia đình để đoàn tụ với ông bà tổ tiên, và để cho linh hồn của em được yên nghỉ nơi suối vàng. Đốt mấy cái nhang này lại ha. Sáng chị đốt mấy nhang này, trời có mưa không? Mưa ha. Chắc là mưa rồi bị tắt á. Được rồi, 3 cây đó được rồi chị. Rồi bây giờ mình đi ra trước ha. Đi ra trước rồi chờ anh Hiền qua đây, rồi mình sẽ đi tìm hiểu thông tin thêm, rồi biết cái kết quả sao sao ha chị ha. Dạ. Đây. Đây, chúng ta cũng vừa gặp anh Hiền đây nè quý vị. Bây giờ nhờ anh Hiền sẽ đưa ra. Chào anh. Dạ. Rồi bây giờ mình đi qua nhà anh kia hả? Muốn đi tôi dẫn dùm cho đi xuống chỗ nhà chú Út không? Dạ dạ dạ, đi đi anh. Đi. Đi đường này lúc hết anh. Kính thưa quý vị thân mến, đây Thành Nguyên đang gặp anh Viên là chồng của chị Bùi Thị Anh này quý vị. Đây người cha đang cầm những cái bức hình của con. Anh cầm đứng lên cho em xem lại cái nào. Còn để lâu nó bị nhăn này này. Cái tấm trong này rõ hơn này. Đó quý vị còn nhớ hình ảnh của bé trai này đúng không ạ? Năm nay cháu là 22 ha anh ha. 22 tuổi. Vâng, 22 tuổi. Đó đang cầm hồ sơ để mà đi tìm con đây quý vị. Và cái hành trình của mình là hơn 2 năm nay rồi đúng không anh? 2 năm mấy rồi, 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi rồi mà... Ủa đây là cái nhà hay là cái hiện trường anh? Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhà của người đàn ông mà đã trực tiếp chứng kiến cái sự việc này nhé quý vị nhé. Không biết là cái hiện trường nằm đâu nhưng mà nhà của người đàn ông thì nằm ở trong này nè quý vị. Dạ, con chào chú. Dạ. Có bữa nhà báo biểu nó lên con trai này mà không lên. Chú thấy chú cũng làm sót lắm, chú rài trước lắm. Dạ. Đó là chú này hiện trường đổi đèn là cho ấy nè, em nói đó. Chú là cái người chứng kiến hả chú ha? Hả? Chú là cái người chứng kiến cái sự việc này từ đầu đến cuối hả chú? Trời ơi, chú xách nước cho rửa luôn mà chú bắt cẩn ra cho ngay máy chụp hình luôn à. À vậy hả chú ha? Chú tên gì chú ạ? À? Chú tên Ẩn. Trần Ngọc Ẩn. Trần Ngọc Ẩn. Dạ. Cô la dùng mấy con chó dùng con chú. Cô la muốn chết mà nó. Quánh đi, quánh đi để nó chữa nó được. Giờ chú kể rõ từ chi tiết luôn cái cẳng sao chú kể luôn. Cái cẳng thì cái bàn cẳng cái xương nó cong hai cái lần ở đây nó cong lên. Cái cẳng nhỏ nó cong lên. Ừ, nó cong lên.
Dạ. Vậy cái hôm đó là mặc áo gì chú? Mặc cái áo thun, mặc cái quần thể dục, cái quần thể dục màu đen và cái lằn hơi trắng trắng. Rồi. Rồi cái quần ở trong nó cũng là thể dục luôn, mà cái quần trà đỏ ở trong thể dục luôn. Rồi cái áo á. Dạ. Cái áo này chung đi chắc không phải là thể dục. Cái áo này cái áo nó đen mà nó không có sạch gì đó, thể dục. Ừ. Dạ. Mà cái áo tay cụt nữa. Dạ. Nhưng mà nhờ cái áo đó thành ra nó mới nó còn dính hai cái tay chứ bị cái tay nó hơi chật đó rồi nó mới còn nó dính cái khúc kiểu tay này luôn, nó dính bên đây luôn còn. Dạ. Còn cái xương sườn á thì từ ở trong cái xương sống nó xúc ra ráo luôn. Mà thịt á thì nó không còn hôi gì nữa ráo mà nó không còn thịt nữa, nó còn mấy cái miếng gì đâu, không cái da cũng không còn luôn. Ừ. Có cái cần cổ á, còn miếng da cỡ chừng bằng bốn ngón tay chú, nó dài lên khúc rồi cái đầu cũng đâu mất. Ừ. Nó dài lên cỡ chừng một gang mấy, một gang với lại thêm ba cm nữa. Yeah. Rồi bác Bi thì họ nói là bây giờ cần phải coi rõ coi cái tay xương tay có gãy không, có dập không, hay là xương cẳng có gãy không, rồi vậy đó bác Bi. Yeah. Á. Ừ. Vâng. Ừ. Lấy ghế ra đây bà. Dạ không sao, không có bà lấy ghế nhẹ kìa, cái xanh kìa. Ờ, cái mũi cái xanh á. Thôi cái bộ xanh nó còn gãy ghế. Không có sao, không trời gãy bỏ. Thôi để ghế này cho chắc ăn. Ừ. Để té bỏ. Mẹ nữa. Thôi. Ông tránh thì đưa ghế đó cho cháu nó đi rồi. Ừ. Con hai đứa hai vô đây là ngồi chơi cứ. Trời ơi, bữa tôi nhưng mà bây giờ á là ở đây muốn biết là coi như là bao nhiêu đây có thân nhân dính líu với cái này không. Dạ. Thân nhân dính líu là mới chính xác, chứ mà thân nhân không dính líu là con là phóng viên ha, con đi quay cái này là cũng không chính xác. Rồi, trời ơi. Không, mẹ của cái người mất tích, người đang nghi thôi. Rồi rồi, cũng không cái biết đứa này là cỡ chừng 25 tuổi trở lên à. Pháp y với người ta nói. Yeah. Xương của người. Rồi mẹ. Đây cô chùi cho. Thôi mẹ. Rồi đấy, chính quần à. 22 tuổi à. Rồi, đúng rồi. Cao đó, nhưng mà mình tính là 25. Nói 25 tuổi đó. Vì cái cẳng thì nó nhỏ mà cái cẳng nó hơi cong cong chính giữa vậy, có biết không? Cái cẳng con mình có cong cong không? Không, cẳng con không, không có, cái lằn ở dưới này nè, cái bàn cẳng này nó hơi cong cong vậy nè. Và cái bàn cẳng nhỏ xíu á. Bàn cẳng nó đều đẹp lắm, bàn cẳng. Cái trường nó cong. Không, không cong luôn. Rồi đi con. Bàn chân nó thẳng lắm, thằng này bàn chân ở dưới nó thẳng băng à. Nhờ. Nó bận cái quần thể dục xanh. Cái đùi nó bự lắm á. Nó bị hình lên sao biết bự được đó. Cái đùi nó nay phần bự. Đã nó cái đùi bự, cái chân nó cũng bự lắm chứ không. Mà cái này là theo con biết thân nhân này là mình cũng chưa chính xác, nhưng mà ở đâu? Dạ con ở Đồng Nai. Mà ở dưới Đồng Nai có những người nào ở trên đó đi làm công nhân không? Không. Rồi ngồi đi. Dạ đúng rồi. Thấy kỹ chưa? Mà cái đó là pháp y nó nói này cỡ 12 ngày rồi. Nó rụt ra cái xương sườn của nó rụt ra khỏi cái xương sống nó ráo này, nó rớt ra rồi. Nhưng mà nhờ cái áo nó mới còn dính. Cái bữa là 5-6 giờ lại dưới xà lan có một người nó chạy lên cho hai là nói là hiện giờ ở dưới sông có một cái xác chết nằm trên bực bình. À, 4 giờ mấy vậy? Ta chỉ nói vậy thôi. 4 giờ mấy? Đầu mới điện mấy ông này mới điện lên chủ ấp nè. Rồi á hả? Nó điện lên công an xã. Công an xã xuống. Công an xã xuống. Ừ. Rồi mới kêu ông Ba Tùng là cái người mà thường phòng người ta. Cái người mà xác chết á. Cái người mà tẩn điện của ở cái ấp mình á. Người ta kêu hai cha con xuống. Là ba người mới ra. Ra đó mới lấy cái lưới xanh nè, cái lưới xanh đang rụt ở thè kìa. Đó, lấy cái lưới xanh đó mới kéo vô bờ. Mới khiêng lên bỏ ngoài miếu nhà sao hả? Không, không phải. Chiếc xe của thằng ghe của thằng Ru ở dưới đó, nó chảy dầu. Rồi bắt đầu công an nó xuống dưới đây kêu họ không có dám đi, thằng Ru nó mới chịu đi. Nó đi xuống dưới rồi xong rồi Hoàng nó mới chở công an với là hai du kích. Hai dân quân á đi theo ra ngoài. Ăn uống nhai miệng mồm. Rồi cái miếng đứa đen đó. Bây giờ chú còn gọi sao miếng đứa đen cả. Miếng đứa đen là miếng đó là để nó nằm một đêm. Không đó. Không có, rồi xong Hoàng Hoàng rồi xuống đó là hai người đó là mới ngồi ở trên ghe thòng cái đầu xuống rồi mới kéo cái thân nó còn bận áo kéo vào cái miếng đứa đen để người nắm đầu rồi cho cái ghe nó chạy vô tới trong này là khiêng lên. Khiêng lên rồi cưng biết không? Người nắm đầu khiêng. Đâu có ai dám ở miếu. Mới đốt mấy cây nhang để rồi cái đèn trong nhà tôi găm cái chui rồi ráp rồi đẩy nè đẩy lại ra ngoài đê gãy đó, không có ai dám ở trong đó đó. Cô ơi, cho con hỏi thế rồi cái hiện trường mà tìm được cái thi thể đó thì ở đâu cô? Ở ngoài bắt đầu có cái đầu giàn. Đầu giàn đây nè, lát đi ra ngoài đi ra ta chỉ dạ, chỗ cho dạ mẹ. Thế thì cô dẫn con ra cái coi. Đi đi. Còn ở ngay chỗ mà cái để cái xác chết đó là chú chờ có trách nhiệm là chú xách nước, chú dội rửa rồi chú xách trùng rồi là chú này là chú trực tiếp hồi mới vô khiêng vô. Con
Bữa hổm ổng về, ổng đi ngang đây sao hẹp mà trời, ổng sợ ổng chết. Gì hả? Nè, ổng đi ngang cái cây dừa nè. Cây dừa nè. Cây dừa đây này, cây dừa vải nè. À. Nè, kiểu như ổng đi ở ngoài cái hàng rào, tại vì khiêng ổng ngoài hàng rào. Dạ. Ổng đi tới đây nè, tôi ngồi tôi giặt đồ, tôi chặt giặt tôi nói, trời coi cái miễu nào lát cưng ra của cái miễu kế nhà tôi đi. Dạ dạ. Cô sợ quá trời ơi. Mà cỡ khoảng 6 giờ hả? Khoảng 6 giờ chiều cô ngồi giặt đồ đấy nè. À, sao cô thấy ba con chó cô thường thường nó sủa người ta đi. Mà thường thường là cái chiếc xe là ở ngoài miếu người ta chạy vô chạy xe. Yeah. Mắt nhìn nay xong một cái ông này đi ngang không có sủa tôi mới dòm lên. Yeah. Thấy cái cần cổ không có cái đầu. Trời ơi bạn áo xương mi trắng vậy tôi bỏ cái thao chạy luôn. Cô chạy luôn. Chạy. Sợ quá chạy. Là đi ngoài hàng rào mình ở ngoài cái gốc dừa đó phải không? Ừ, chứ phải hàng rào gai đó phải không? Chứ phải trong hàng rào chắc cô la làng cô chết. Con biết rồi, cái giấc 6 giờ là cô đi ra đường ở đâu, cái giấc ở trong nhà. Con gái cô đi mà chồng cô đi mà nhà chồng cô đi mấy nhà là cô đi ra đường ở. Mà mấy con chó này lại không sủa. Không. Mà bữa nay nó sủa mà cô la không nổi luôn đó. Con người của mình nói đúng làm đúng, nếu mà nói sai là trời mới khiến cái kẻ gian nó đến với mình, còn nói đúng làm đúng là trời không có khiến. Ừ, cũng đừng có sợ. Chú lúc nãy nói chú tên gì? Chú tên Ẩn hồi nãy con. Chú Ẩn. Ờ. Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng với chú Ẩn đi ra sau chỗ cái hiện trường mà đã tìm được thấy thi thể của người em trai này nha quý vị nhé. Theo như phỏng đoán thì nhưng mà cái người đó là theo mà Ngân biết là ở nhà bỏ đi cách nay lâu mau không ha, có đi làm gì không? Không, tại vì nó đi làm cá. Nó đi làm cá phải không? Đi làm cá với bạn. Vậy hả? Nhưng mà Ngân có biết chắc là phải đi làm cá không hay là đi làm xà lan? Rồi rồi vậy là đi làm cá rồi. Đi làm cá là làm chiếc máy của chiếc tàu cá gần ở đây, một là ở bên Dàm Láng Tân Phước bên đây, rồi một là ở phía bên đây. Nhưng mà ở đây ở cái xã Long Hồ Đông này không có tàu cá, ít lắm. Có bên kia mới có chứ ở đây không có. Chú ơi sau này là biển luôn hả chú? Ừ cái đó là sông chứ không phải biển. Ở sông hả? Ờ cái rạch. Ờ cái rạch. Ờ là vậy là tìm thấy được ở đây à? Đấy ngoài kia à. Đó ngoài ở ngoài cái chỗ mấy cái xà lan đó, ngoài mấy cái xà lan đó. Ừ dạ yeah. Nằm trên đâu trên cái đám lục bình. Vâng ừ. Ra ngoài đó đó con dạ, bước đi chút. Con bước ra ngoài con quay không nhưng mà cái người mà mất đó là mình có nghi rồi nhưng mà từ bữa nay tới bữa nay không có về phải không? Không. Rồi cũng có quan hệ xuống đi ở ngay chỗ mà đi làm cá đâu. Đứng được ở đây thôi. Không biết đâu hả? Không biết. Rồi đây, ở đây mình đi nếu mà phải lại qua bển phải lội. Phải lội qua bên kia hả? Ừ, bên kia con mới quay ra xà lan nó mới được. Ừ. Vậy là mình phải ra ngoài cái xà lan tiếp từ ngoài này. Đi ra ngoài đây. Đó. Vậy ra cái xà lan này là quý vị. Rồi con quay. Rồi, giờ con chịu khó không? Dạ dạ thôi được rồi con xem ở đây được rồi. Ừ. Đó. Con bước xích qua trên chút xíu. Dạ con sợ bị lún chân á. Đúng chung để chú dùng kim giang cho bạch chặt. Dạ thôi được rồi chú. Dạ, dạ thôi được rồi. Cho con lại con cập nhật được rồi. À, con làm cái chính xác một chút mới được. Phải không? Dạ. Vậy là cái hôm đó là chú cũng lội ra ngoài kia rồi chú xem luôn à? Trời ơi chú đứng trong đây chú đợi cái thằng kia nó ngoài xa rồi chú đợi nó tấp vô đây là chú trực tiếp rồi kêu vô đây là chú khiêng lên đây mà kéo lên đây nè. Ừ. Tấp vô đây hả chú? Nó tấp ngoài kia. Nó tấp ngoài mấy cái xà lan đó đó. Rồi sao mà kéo đây? Ừ. Cái ghe nó dìu vô đây, nó dìu vô đây rồi mới dìu cái ghe nó vô cái mũi đây rồi hai đầu mới là khiêng lên. Khiêng lên vô để cái chỗ cái chỗ để này để đốt chú chị á. Rồi, thôi con ấy đi. Là nằm trong cái miếu ông này này. Ừ rồi. Cũng trong cái miếu ông này này. Thôi cứ ghi kỹ đi. Ừ. Làm cũng phải làm cái chính xác nha. Ừ, làm chính xác. Trời ơi, sao vậy là mừng quá rồi. Nếu mà có vậy là có lần là tìm ra đó. Rồi. Khiêng vô đây rồi để đây nè đây rồi đem bây giờ còn rớt mấy cái miếng thịt nè mấy cái miếng dấu thịt nằm ở đây nè con thấy không đó để nằm ở đây từ đây lên tới trên đó rồi mấy miếng đó là miếng gì chú thịt á đâu thịt còn dư nè mấy miếng đắng nè chà tao nói nè con lấy ra nè tay chân vậy mà đi thò thò làm miếng gốm vậy không ăn thua gì đó rồi đi vô con mấy miếng trắng đó là thịt trắng đấy thịt á ừ thịt trong đó lọt ra miếng chút mặn tao út là nó còn cái thịt à rồi à. Sao ông này không biết ghê cho gốm vậy trời ơi. Trời ơi bà không có ấy bà ấy rồi cái tôi không có vụ này đâu. Đó là cái thi thể đó nó có sình lên chưa chú?
đã nó sình lên rồi, nó rã ra hết ráo rồi con ơi. Cái xương mà, cái xương sườn mà nó còn rã từ cái xương sống rồi, nó nằm nhờ cái áo chặt quá nó mới còn lại đó thôi, chứ mấy nó mất luôn rồi. Ừ vậy đó. Chết mưa là tụi pháp y khám là nói là cái này chết nay cỡ trên 12 ngày rồi. Cái đùi nó bự không chú? Cái đùi bự à? Trời ơi sao cũng như là cái quần nó quá chặt. Ừ nó quá chặt. Nó thình thịch lên. Ừ. Nó còn một miếng da là nhờ cái đùi bự với cái áo nó chặt nó kín với. Ờ với lại cái ruột nó còn. Cái ruột còn đen xì luôn. Ruột còn dài lắm, bự lắm. Ruột còn nằm trong cái áo á. Ờ cái ruột còn đen xì luôn. Ờ. Cái ruột còn. Ra quay cái mã nó ngoài kìa. Không có, cái này bây giờ cưng muốn biết này là cưng tìm nhà báo của hổm rồi xuống đây là cưng thấy cái ruột liền luôn. Ờ là cưng nhìn là cưng có thể cưng đo độ cưng biết. Cưng là chắc quay trong trường hình đồ đó phải không? Ừ. Dạ. Tôi thấy hai khuôn mặt thì giống quen quen phải không? Ủa này phóng viên chắc phải không? Đất cơi vậy hả? Cái gì cái gì? Thành mấy người này là thành viên. Mấy người này là con là thành viên. Đăng lên mạng. À. Dạ đúng rồi. Đăng lên mạng. Rồi. À, thành viên rồi đây nè. Đó. Cái thịt này. Cái thịt này còn một cái dấu đắng đắng này nè. Ờ. Dạ. Mà thịt á. Đốt ngang kìa, đốt ngang còn bỏ. Để cái đầu trên đây mà cái đầu thì không có còn nữa. Mà cái xương á, từ ngay chỗ hai cái xương cẳng lên á, thì bị gì nó cái xương nó cứng thành ra nó cong ra lại gì nè. Rồi là bắt đầu cái khi mà bắt đầu phá vi mà nó chụp hình nó khám thì nó kéo thẳng ra. Nó sách lời nó kéo thẳng ra là nó mới chụp hình. Khoảng 2 đó. Cái da trắng trắng là cái da thịt á. Thịt nó còn nằm trong cái đùi á. Nó lọt ra đó. Nay là cưng chết nay hơn nữa. Nếu nó lọt ra cỡ đầu tay út vậy nè mà đều chú phải để vô qua chú quét lên, chú quét vô qua. Xong mười mấy bữa không nói nữa đó. Chú đốt á. Còn ở đây là cái bắt đầu đem cái xác đi chôn đây là nửa tháng. Đó rồi cái miễu này. Thôi nửa tháng hay không thì mình không có nhớ cái đó nổi đâu, nhưng mà mình nhớ cái là trong lúc ở đằng kia và cái lúc đem để nằm ở đây. Thành đâu đem ra chú đó quay. Con quay mấy cái đó không? Dạ. Con quay cho miếng lưới đó không? Miếng lưới nào cô? Cái miếng lưới mà tại mà bữa khiêng lên á. À khiêng lên á. Ờ là hiện tại đang đâu cô? Chú để trong đống củi kìa. Con cần trong nhà chú hả? Ừ. Nhưng sao được chú nhà? Không sao đó. Chú lấy chú khiêng lên á hả? Ừ, khiêng lên. Ừ. Bây giờ con chú cần đem cái miếng ra đây, trải ra đây cho con quay không? Dạ thôi. Dạ dạ. Thôi thôi. Chứ cái bữa đó là mình đem không hay. Cái đó là không có, cái đó là con công an nó xin đầu dưa một đầu dưa nó dớt vô à. Ừ. Ờ nó dớt vô. Ừ. Ghê lắm con. Tội nghiệp quá ha con. Trời ơi cái này mà nếu mà kiếm cho rõ ràng đàng hoàng là cái bữa đó mà phải có xuống là cái tụi pháp y nó lấy một miếng thịt đó. Rồi nó lấy cái miếng thịt đó là về nhà nó khi mà nó thử ATN ra nó biết là về thử thịt mà dạ, nếu là cha mẹ là dính liền luôn. Có liền luôn, được luôn. Cái đó bên pháp y người ta phải lưu mẫu lại chứ. Rồi. Dạ. Pháp y cắt cái tay này một khúc, bên đây một khúc, còn hai cái này cũng cắt hai khúc, khúc dạ. Chừng như đây nè. Cái hai khúc nó đem về rảnh. Rồi xương sườn nó cũng lấy luôn, nó bỏ đem về rảnh, cái miếng bỏ đem rảnh. Dạ. Bỏ đem rảnh rồi còn cái xác của ổng thì mất. để lên băng ca mới khiêng lúc ra ngoài đê, cái hàng để ngoài đê mới tẩn. Dạ. Rồi mới đem lên đất khánh nãy cưng vô đó, mã nó đó. Là đem vô trong đó rồi để nó nằm một đêm ngoài đất khánh đó đó. Chứ đâu có bị gì. Nhưng mà cái này là chỉ nói riêng thôi. Cái này mà cưng tìm rõ đàng hoàng với là tụi pháp y mà cưng bị nó khi mà nó thử được ATN hay không thì cưng biết được rồi đàng hoàng là chuyện xuống đây. Cái này sẽ tìm ra hung thủ để tính nó. Chứ cái tội mà làm gì làm, nhưng mà cái tội giết người là cái tội sai. Dù là người đó có tội bao nhiêu nhưng mà giết người là sai. Mà cưng biết không? Phải không? Có tội là để luật pháp trừng trị, phải không? Nhưng giết người là sai. Là cái kiểu như là người ta đi chiều, người ta đi vô bờ mới chèo sao Thánh mới theo. Không, vậy kể cho nghe rõ luôn. Ghê không? Cái người với xà lan đó là cái người mà phó của cái bà mà chủ xà lan này á. Nó đi vô đây nó kêu nó nói tôi đi ngang tôi thấy nằm cái xác chết nằm trên lục bình mà rã đâu mà rồi vô đây là nó biết số công an ở trên xã nó gọi điện công an xuống. Công an mới xuống mà cưng. Công an mới xuống. Rồi bây giờ cưng cần quan hệ với lại nhà báo mà hôm trước nó xuống đây rồi cưng coi cái mức độ của nó khám nó lấy thịt rồi này kia cái nọ đó coi là cưng thử cưng kêu nó thử ATN ra là cưng mà ADN ra rồi thử lại cái người gia đình coi có đúng hay không là cũng biết liền. Rồi vậy thôi. Vậy thôi nghe không? Dạ. Chứ xa quá thì cũng không biết đâu. Dạ. Biết liền. Kính thưa quý vị thân mến, thì ngày hôm nay Thành Nguyên đồng hành với chị Bùi Thị Anh để mà đi tìm
cái thông tin của người con của mình đâu vị. Chưa biết là cái sự việc đó nó có đúng hay là không. Nhưng mà thấy cái thông tin như vậy rồi, Thành Nguyên đã đi về Long An. Và hôm nay thì Thành Nguyên có trò chuyện với chú Ẩn, là một cái người mà đã chứng kiến cái sự việc mà trục vớt cái thi thể đó lên đâu vị. Đó thì những gì mà Thành Nguyên đã cập nhật và chú Ẩn chia sẻ thì quý vị cũng đã thấy rồi. Cũng không hẳn là hy vọng đó là cái xác là con của chị Anh. Nhưng mà bởi vì Thành Nguyên hy vọng là những cái điều tích cực hơn quý vị. Hy vọng rằng là cháu đang còn sống và đang khỏe mạnh. Đó, nhưng mà sẽ có một cái ngày đẹp trời nào đó cháu sẽ đoàn tụ được với gia đình. Còn mà cái điều mà xui rủi nhất thì phải chịu thôi. Còn nếu như mà không đúng con của chị Anh, mà đúng là con của ai đó, cháu của ai đó trên cộng đồng mà bị mất tích đâu đó khoảng một tháng, hơn một tháng nay, như cái đặc điểm mà chú Ẩn vừa mới chia sẻ cho quý vị, thì quý vị cứ liên hệ rồi Thành Nguyên sẽ hỗ trợ cho gia đình, nếu như gia đình của cái hoàn cảnh này khó khăn. Dạ, cũng cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều đã hỗ trợ cho con để chia sẻ những cái thông tin này lên cộng đồng ha chú ha. Dạ, bởi vì con biết rằng đó, cái gia đình nào đó mà đang bị mất con cháu đây này, người ta chắc chắn là sẽ ăn ngủ không yên quý vị. Khổ lắm, ăn ngủ không yên đâu. Cho nên là cái thông tin này nó rất là quan trọng. Thì nếu như ai đó mà có cái thông tin về con cháu của mình mà bị mất tích, thì nếu mà trùng hợp thì hãy liên hệ ngay và liền nha quý vị nhé. Đó, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, chúc cho cô chú thật là nhiều sức khỏe ha cô chú ha. Dạ, dạ. Rồi còn bây giờ á, thì Thành Nguyên và gia đình của chị Bùi Thị Anh sẽ đi về công an tỉnh Long An và sẽ gặp bên đó để hỏi về cái mẫu ADN cũng như là những cái hình ảnh mà hôm đó công an có chụp lại đó quý vị. Thì cái hành trình đó như thế nào, Thành Nguyên sẽ cập nhật cái phần tiếp theo cho tất cả quý vị cùng đón xem ha quý vị ha. Còn bây giờ Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị và kính chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe và bình an ha quý vị ha. Rồi bây giờ cần biết cái tên của cái người bác sĩ tới quý khám nữa không?